Xin chào toàn thể của anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy đích Rất vui được gặp lại các bác trong video review sản phẩm Và trong video này chúng ta sẽ có những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu nhà Orange Seiko Và chúng ta có một chiếc mang cái phiên bản t-shirt đến từ Thụy Sĩ Thì đây là dòng đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ Tuy nhiên thì Duy Định cũng khó săn về được cho các bác với chiếc này Tại thị trường Nhật Bản Nó được lưu hành và được người Nhật mua lại Thế nên là dự định cũng có mua được một chiếc máy thụy sĩ và mức giá vô cùng tiết kiệm cho anh em. Và trong video này chúng ta sẽ có bốn mẫu sản phẩm đã qua sử dụng lướt tình trạng đẹp như mới 99% đối với toàn bộ những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay. À, với chiếc đồng hồ đầu tiên chúng ta sẽ có một chiếc mang phong cách của dòng Seiko. Và chiếc này thì nó mang cái phiên bản cũng như là cái thương hiệu Seiko chữ S và nó thuộc danh sách đồng hồ Limited Edition. Chiếc này thì sẽ có một cái phiên bản giới hạn lên à, tới khoảng 300 chiếc. Chúng ta sẽ có một chiếc có số serial number là 194 trên 300 chiếc toàn cầu các bác nhá, chiếc limited edition. Cỗ máy này thì nó sẽ không còn sản xuất nữa và với cái sản phẩm này, các bác có thể săn một chiếc mà không bao giờ lo đụng hàng khi các bác sở hữu trong quá trình sử dụng. Và kèm vào đó thì chúng ta sẽ có một cỗ máy đời cao có thiết kế vô cùng là sắc nét với thân vỏ và toàn bộ mặt số nó được thể hiện chi tiết với mặt vân gỗ. Ở chiếc này thì nó mang một cái phong cách của dòng Seiko có thương hiệu Nano. Nó là một cái uh, phiên bản thiết kế được người Nhật người ta cho ra đời. Và chúng ta có tình trạng của sản phẩm trong video này là cũng 99% đẹp như mới. Dây da gần như chưa có dấu hiệu sử dụng các bác nhé. Dây da bò siêu mềm. Nó có logo của Seiko, dây zin chính hãng. Nguyên bản có khóa xiên đơn của Seiko Và chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái thông số là size 42 Size 42mm khá dễ lên tay cho các bác có chu vi của tay tầm khoảng 16 trở lên Và em sẽ lên tay thử để các bác có thể thấy được chu vi của tay khoảng 16 lên tay cực kỳ đẹp Và rất là ăn ý khi mà sở hữu với một bộ dây da bò siêu mềm mại và kết hợp với thân vỏ rất là vintage Chiếc này thì nó sẽ có cái phong cách thiết kế đó chính là dòng sport có một vòng benzen được uh, trang bị trên uh, viền mặt số. Và chiếc này thì sẽ có thể xoay ngược chiều kim đồng hồ với cái vòng benzen này giúp cho các bác có thể tính giờ thể thao. Và chúng ta sẽ có một cái phần trang trí trên mặt số nó có vẻ đẹp và sport hơn. Và chúng ta sẽ có toàn bộ cọc số phần thân kim được uh, phủ dạ quang. Các cọc số thì to bản, cọc số dạng giọt nước và cụ thể thì vì uh, cái phiên bản này là một chiếc limited edition nó có một cái giải màu trên mặt số đó chính là màu vàng cát rất là đẹp và gần như là không đụng hàng 300 chiếc toàn cầu thì nếu mà các bác sở hữu tại thị trường Việt Nam cùng lắm thì, thì vô tình có thể một hai người có sở hữu được thôi còn thực sự là nó sẽ rải rác ở khắp các thị trường châu Á nên là thị trường Việt Nam rất là ít gặp và chiếc này thì có một cái độ mới khoảng 99% dự định có săn về được với tình trạng đầy đủ hộp sổ và sẽ có một cái mã để cho các bác có thể tra cứu đó chính là D180 size 42 và mã SBSA159 à, cùng với đó thì sẽ có một cái mức giá bán tại đồng hồ diện là 4 triệu 500 ngàn dành cho một chiếc mới trên 9%. trăm mặt màu vàng cát và có cỗ máy đời cao là 4R36 thì với cỗ máy 4R của Seiko các bác sẽ có cỗ máy cơ tự động có hỗ trợ có tay có cả giường kim dây và độ sai số ổn định của dòng máy 4R Ờ, rất là tuyệt vời cho anh em với khả năng chữ cót lên tới 40 giờ độ sai số chỉ từ 15 đến 25 giây một ngày đó rất là tuyệt vời và vẻ đẹp của chiếc này thì với độ mới khoảng 99 về mặt sau thì vẫn có một cái trang bị đáy hở có các cái thông tin như khả năng kháng nước 13 f không gì máy 4r36 cũ máy mê Japan được người nhận người Nhật sản xuất và nắp ráp hoàn toàn tại thị trường Nhật Bản cũng như là tập đoàn Epson sẽ chịu trách nhiệm ở uh, sản xuất và lắp ráp cho chiếc này tại thị trường Nhật Bản. ở uh, mức giá là 4 triệu 500 ngàn cho các bác đang quan tâm đến mẫu sản phẩm limited. Gần như là chúng ta sẽ không có thể mua được chiếc này với một cái sản phẩm số 2. Uh, và với cái size 42 thì sẽ phù hợp cho các bác có chu vi của tay to nhé Các bác mà tay to tầm 16 trở lên thì các bác sở hữu nó sẽ đẹp nhất có thể Cùng với đó thì chúng ta sẽ có một chiếc thuộc dòng Oran uh, Và cỗ máy này là cái dòng cao cấp đến từ Oran mang cái thương hiệu là Oran Star Logo chữ S và chúng ta sẽ có một cái bản 50 giờ cót là bản đời mới cái date của nó sản xuất chỉ năm 21-22 thôi đó và hiện tại trước này cũng có một cỗ máy tình trạng là 99% về thân vỏ đẹp gần như mới và chúng ta sẽ có kính sapphire trong sức hoàn toàn dây sẽ là nguyên bản dây của hãng khóa có logo của Oran Star và chiếc này thì dây gần như mới luôn các bác có thể nhìn về mặt trong Ờ, nếu mà đeo nhiều thì nó sẽ thấm hút và bám mồ hôi và cái lỗ dây này nếu mà sỏ nhiều thì nó sẽ bị tuét lỗ dây tuy nhiên thì chiếc này cũng có sở hữu và cái tình trạng sản phẩm sử dụng là 99% một vài lần còn nguyên tem chính hãng của Oren thì chiếc này không thua kéo gì một chiếc uh, trưng bày đó một chiếc trưng bày cửa hàng nên các bác có thể sở hữu chiếc này đẹp như mới 99% đầy đủ hộp sổ và quay trở lại thì về thiết kế của dòng Orange Star này, chúng ta sẽ có một bản mã là D151, mã số REAU 0003L00B và các bác sẽ có mức giá cho chiếc này là 6 triệu 800 ngàn, máy đời cao. Hiện tại là cỗ máy của chúng ta sẽ có là bản 50 giờ cót, size mặt là 38.6. Đó, chiếc này thì size là 38.5. Khá là phù hợp cho các bác có chu vi của tay nhỏ và trung bình, có thể sở hữu một chiếc Star cao cấp và chiếc này thì nó mang một cái thiên hướng uh, sang trọng và có một phần nào đó cổ điển với cọc số la mã và phần kim mắt ngỗng kết hợp với nhau ở góc 3 giờ thì vẫn giữ một ô lịch ngày 12 giờ sẽ có kim báo năng lượng với 50 giờ cót 6 giờ sẽ là logo orange style automatic và chúng ta sẽ có mặt số được thể hiện là mặt xanh than Cùng với đó sẽ là bộ dây được lập vân cá sấu cùng tông màu với màu mặt số là màu xanh than. khóa bướm chống gập gần như mới 99%. Còn chúng ta sẽ có được trang bị là một bộ kính sapphire chống sức hoàn toàn và tuyệt đối có phủ AR chống lóa. Có thể nhìn xuyên thấu sau mặt kính là cái những cái vân guliche được thể hiện trên mặt số rất là đẹp và mịn mà. Đó, còn về cỗ máy thì nó là một cái cỗ máy dòng cao của Oren. Thân máy sẽ được đánh phay xước và tạo vân với những logo được mã PVD màu vàng. Kính sapphire thép không dỉ Min Japan và chúng ta có cỗ máy này F6N4, khả năng kháng nước là 53. Chiếc này thì rất là sang trọng và thanh lịch, giúp cho các bác có thể sở hữu với một chiếc thuộc dòng cao cấp. Mức giá thì tiết kiệm cho anh em lên tới khoảng hơn 50% so với máy mới. Và khi các bác mua máy nước thì nó cũng có một cái ưu đãi cho các bác đó chính là giá tốt. Và tại đồng hồ dưới định thì sẽ thường luôn có một cái chính sách là hàng phải đẹp thì bên em mới order và đưa về thị trường Việt Nam. Nên các bạn yên tâm rằng với những cái sản phẩm tại đồng hồ dưới định luôn luôn có cái mức uh, độ đẹp của nó phải trên 90%. Nên em yên tâm sở hữu với những sản phẩm đó nhé. Uh, với sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ có đến với một chiếc thuộc dòng t-shirt. Ờ, cũng rất là lâu rồi và cũng không thường xuyên bên em thì sẽ không chuyên về máy của thụy sĩ nhiều tuy nhiên thì đôi lúc gặp được một vài chiếc nó có mức giá ngon và nó có uh, cái mẫu sản phẩm độc lạ thì duy định sẽ có săn về thị trường việt nam để cho các bác có thể chơi chiếc này thì nó có được bán tại thị trường nhật bản có đầy đủ các cái thể tác của đại lý nhật bản các bác nhé một chiếc t-shirt với mức giá niêm yết là 7 11.280 yên. Đó, chiếc này thì nếu mà mua mới tại Nhật thì nó sẽ rơi vào cho các bác khoảng um, 15 16 triệu. Đó, một chiếc uh, t-shirt luxury và chúng ta sẽ có với một cái phiên bản đã qua sử dụng. Tuy nhiên thì tình trạng của chiếc này rất đẹp. Cũng khoảng trên 95% về thân vỏ và độ mới. Dây, thân vỏ của chiếc này thì còn khá là đẹp và khi nhìn vào một chiếc thụy sĩ thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có một cỗ máy đời cao dòng thụy sĩ nó sẽ có máy cao cấp hơn hẳn và người máy nhật nó sẽ không có được với những cỗ máy như thế này và chúng ta sẽ có mã số là D160 40mm các bác có thể tra cứu thêm cái mã dưới này t 019430 16 051 01 thì đó là cái mã mà các bác có thể tra cứu google hay là uh, tìm hiểu ở trên youtube hay là bất Ờ, kể ở bên cái website nào thì các bác cũng có thể tra cứu được cái mã đó chiếc này thì nó mang một cái thương hiệu uh, đặc trưng của dòng đó chính là t-shirt với dòng visodet nó sẽ giữ cho các bác một cái cỗ máy có độ uh, ổn định và cái tần số dao động, động rất là cao cỗ máy được tập trung hoàn toàn vào cỗ máy còn lại về thân vỏ nó cũng như bao chiếc đồng hồ khác vẫn là thép không gì đánh phay bóng này dây da mềm mại này đi kèm với khóa bướm chống gập và đủ các những cái tính năng khác kính sapphire chống xước hoàn toàn và chiếc này thì nó sẽ có một cái bản size sai mặt số của chiếc này thì cũng khá là dễ chơi sai chỉ có là 39.5 chiều dày mặt số sẽ là 11.5 khá là phù hợp cho các bác nếu mà có cổ tay nhỏ nhé chiếc này mà muốn sở hữu chỉ cần tay 15 có thể chơi được rồi và cụ thể tay của Duy Định đây tay em khá là nhỏ phù hợp cho các bác có chu vi cửa tay nhỏ nhá chơi chiếc này thì nó sẽ rất là đẹp sang trọng và nó không quá là hầm hố như những chiếc mà được mạ vàng thì đối với những chiếc mà thân vỏ trắng lên tay nó sẽ bền màu hơn so với những chiếc được mạ PVD màu vàng ở kèm vào đó thì chiếc này nó sẽ có mặt đen kim cọc và thân vỏ sẽ được đánh phay bóng nguyên bản của kim loại có hai lịch ở góc 3 giờ kim của chúng ta sẽ có là kim dolphin và riêng kim dây sẽ có thiết kế dạng kim mà hình giọt nước ở phần đầu kim đó phần đầu kim dây nó sẽ có hình giọt nước và chiếc này thì với một cái logo thương hiệu của dòng thụy sĩ sẽ có đặc trưng là t-shirt ở góc 12 giờ cọc số sẽ là cọc vạch thân vỏ đánh phay bóng góc 3 giờ sẽ còn núm chỉnh dễ dàng lên có tay và có logo của t-shirt là logo chữ t cái này thì kết hợp với đó nó sẽ có một cái bộ khóa bướm chống gập nó khóa bướm bảo vệ dây của dòng dây da và t-shirt thì nó được trang bị cái dòng dây này rất là tiện lợi và bảo vệ cho cái cỗ máy và bảo vệ cho cái bộ dây nó có tuổi thọ tốt hơn còn về cỗ máy thì chúng ta sẽ có một cỗ máy của t-shirt là cỗ máy trang bị tới 25 năm chân kính tần số dao động là 28.800 khả năng kháng nước 30m thép không dỉ kính sapphire thiết kế búa vàng vàng và chúng ta sẽ có một cỗ máy ETA À, được trang bị là nạp cốt bằng bánh xe vô cùng là tuyệt vời và tần số dao động là 28.800 máy nhật của Oren thì không bao giờ có Còn đối với Seiko thì các bác cần sở hữu những cỗ máy đời cao của Seiko Brucet như 6 giờ 27 trở lên thì các bác mới có những cỗ máy có tần số dao động cao như thế này và hiện tại thì chiếc này nó có vẻ đẹp là khoảng 96% còn à, về mức giá thì chia sẻ cho các bác là chỉ có 6 triệu rưỡi nó còn thấp hơn một chiếc Orange Star mà các bác thường mua tại ở, ở Việt Nam với cái thương hiệu Nhật Bản thì có thể thay đổi sang một chút phiên bản t-shirt thương hiệu Thụy Sĩ tần số tốt hơn độ sai số chỉ loanh quanh 10 giây một ngày cho các bác sở hữu nó 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 chỉnh chu hơn và nó cái độ sai số nghe nó có vẻ sướng hơn khi các bác lên tay thì không cần quá quan tâm là về chỉnh giờ và cỗ máy đời cao sẽ có hỗ trợ có tay có cả dừng kim dây khi chỉnh giờ đó là chiếc uh, mang cái thương hiệu thụy sĩ t-shirt các bạn nhé và cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có một sản phẩm cuối cùng đây là một chiếc cao cấp nhất của dòng seiko đầu máy 6r và hiện tại thì chúng ta sẽ có một chiếc ở uh, mang cái thương hiệu là seiko precision mặt vân tuyết Snowfonex. hiện tại thì chiếc này nó sẽ có một chiếc là đã qua sử dụng lướt và còn ba mắt thừa bên trong đầy đủ hộp sổ thẻ tác chúng ta sẽ có mã của sản phẩm là SARW041 ở mức giá retail là 165.000 yên thì chiếc này nếu mà các bác mua mới tại thị trường Nhật Bản hay là store tại Việt Nam nó sẽ có mức giá cho các bác khoảng 32 đến 35 triệu tùy vào những cái đại lý tại vì sao nó lại cao như vậy thì sau đây em sẽ chia sẻ cùng các bác về những cái mà nó được trang bị trên cái dòng sản phẩm này trước tiên thì, thì chúng ta sẽ có một chiếc mà có độ hoàn thiện về mặt số được tập trung và hoàn thiện nhiều nhất. Nó sẽ có một cái vân tuyết hay gọi là vân snow phoenix. Nó sẽ có cái hiệu ứng là những cái sợi tuyết, sợi bông tuyết được kết hợp với nhau trên mặt số và không có chiếc nào nó trùng với cái vân của chiếc nào cả. Đó. Và tiếp theo thì với sản phẩm này nó sẽ có cho bác là một chiếc thân vỏ cũng như là toàn bộ những cái chi tiết bên ngoài sẽ được hoàn thiện bằng chất liệu là titanium. Thứ nhất là nó rất chắc chắn, siêu nhẹ và nó gia tăng độ cứng hơn so với thép không gì. Và nó sẽ được phủ một cái công nghệ Comfortech là chống xước, tăng cái độ cứng của kim loại lên hay là tăng cái độ cứng của titanium lên. Thế nên là chúng ta sẽ có một chiếc đã qua sử dụng lướt mà nó còn giữ được cái vẻ đẹp như một chiếc máy mới. Đó, nên các bác cũng yên tâm rằng là nó được áp dụng rất nhiều cái công nghệ. Và cái tiếp theo nữa nó sẽ có một cỗ máy đời cao cụ thể là cỗ máy 6R27 đến từ Seiko với tần số dao động siêu cao là 28.800, khả năng chữ cót lên tới 40 giờ. Đó là toàn bộ những cái ưu điểm mà chiếc này nó được trang bị. Cùng với đó thì sau đây thì em sẽ review cho các bác với chiếc đồng hồ mang mã là D147 SRW041 và chia sẻ luôn cho các bác với mức giá của chiếc này là 19 triệu 000 ngàn dành cho một chiếc lướt 99% và trước tiên thì chúng ta sẽ có cái kích thước tổng quan để có phù hợp với cổ tay của mình hay không. Chiếc này thì nó sẽ có một cái size dễ chơi là size 41 mm và chiều dày mặt số sẽ là 12.7. Kèm đó thì phần càng lắc tu lắc của chiếc này nó sẽ là 46.2. Các nó phù hợp cho các bác nếu có cổ tay trong khoảng 16 thì bác sở hữu chiếc này thì vô cùng là đẹp. và chúng ta sẽ có một chiếc còn đầy đủ mắt thừa. Đó, với size khoảng 41 lên tay khoảng 16 rất đẹp các bác nhé bên ngoài nó sẽ còn ba mắt thừa cho anh em cổ tay to nhé khoảng 18 có thể chơi được và chúng ta sẽ có toàn bộ chất liệu là titanium được tạo dựng nên cái sản phẩm này và mặt số của chúng ta sẽ có cái mặt vân tuyết thì nó sẽ được trang bị là kính sapphire phủ AR chống lóa và có thêm một cái công nghệ super clean có nghĩa là phủ Chống lóa hai lớp để cho cái sản phẩm này nó trong trẻo gần như là không có kính trên mặt số. Đó và kết hợp với đó thì sẽ có phần ba kim xanh được thể hiện trên nền trắng rất là đẹp và góc 9 giờ sẽ là kim báo năng lượng chữ cos của sản phẩm lên tới 50 giờ. Góc 6 giờ sẽ là một cái sắp lịch ngày. Đó và chiếc này thì sẽ có đủ cái option và một cái vẻ đẹp vô cùng là đơn giản, thanh lịch, không quá cầu kỳ như những cái dòng sản phẩm khác thì chúng ta sẽ có độ hoàn thiện về thân và dây vỏ vẫn là titanium siêu nhẹ chiếc này thì cầm chúng ta cảm tưởng như một chiếc dây da và dự định cũng có săn về được một chiếc máy lướt 99% về thân vỏ và mọi thứ gần như mới luôn còn về phần khóa của chúng ta sẽ có là khóa thép đúc đặc với cái phiên bản khóa là khóa bấm hai bên có logo của Seiko và cùng với đó thì các bác có thể chiêm ngưỡng thêm cỗ máy là cỗ máy 6R27C với 29 chân kính và cỗ máy thì có một cái thiết kế rất đẹp được đánh vân ở trên mặt số Chiếc này thì sẽ có bản nhật nội địa Min Japan mặt sau sẽ là cỗ máy 6R27 Titanium khả năng kháng nước là 13 kính sapphire và serial number đầy đủ trên cái thông tin và dòng sản phẩm này à, với chiếc này thì tình trạng của nó là một chiếc 99% còn đầy đủ hộp sổ còn mắt thừa còn thẻ tác còn đầy đủ các cái thông tin đi kèm và thậm chí còn cả thẻ của chiếc thẻ bảo hành của chiếc này tại thị trường Nhật Bản. Nên anh em yên tâm rằng khi mà sở hữu một chiếc đến từ phiên bản Seiko đời cao thì nó sẽ có cho chúng ta rất nhiều những cái ưu điểm và khi sau này chúng ta có bán lại thì nó sẽ giữ được giá trị rất tốt. Nó giữ được giá trị rất tốt và khi các bác sở hữu từ 5 đến 10 năm mà không rơi vỡ thì chắc chắn là cỗ máy nó vẫn là một cái cỗ máy bền bỉ và ổn định theo thời gian cho các bác có thể sử dụng rất là cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video này và mong anh em có thể đăng ký like share video để dự định có nhiều cái động lực săn sale những cái sản phẩm đến từ thương hiệu nhật bản tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.